chiều lời tri ân với ơn ban từ ngày tràn lan khắp bảy mạch nguồn nên chờ lực bù đắp những yếu hèn con cái vẫn hằng mang xin được ngài đi vào những gian nan chỉ lối dẫn đường vào bao ban mọi sự cho chúng con ngày một nên thông dư trong niềm thế chỉ lối dẫn đường vào.